nè, bí mũ của anh nè, cạn ly đi nha. Chúng ta hãy cạn ly mừng cho họ đi hả? À, được. Đánh cá đi. Kiểu Đài Loan. Không biết chơi. Hồng Kông đi. Cũng không biết. Kiểu Pháp. Cũng không biết. Vậy biết gì? Đơn giản nhất là dao búa. 15 lần 8 thắng. 15 lần 8 thắng. Ai thua thì uống. Không sao đâu, để cho thử nha. Bắt đầu. Đợi chút. Ăn miếng này đi. Không có ăn đâu mà. Chơi thêm lần nữa. Chúng ta cá lại. Người nào thua uống hết. Không thành vấn đề. Làm lại. Ê, tôi không muốn chơi kiểu đó. Làm kiểu khác đi. Được chứ. Đâu cái gì cũng được hết. Được. Ê, cháu nói đó nha. Cái gì cũng được hết. Mọi người nghe rõ đó nha. Chính miệng nó nói mà. Nè, chúng ta hãy đo thử xem tóc của người nào thì dài nhất hả? Tiếng ý tiện bối làm vậy đâu con bằng chứ. Xò tóc đương nhiên là tôi thua rồi. Vậy hả? Ê, không nhất thiết là phải dùng tóc. Chỉ cần lẽ trên mình của cháu có thể tìm bất cứ cọng lông nào có thể dài hơn cọng tóc này của tôi á thì kể như là cháu thắng, có được hay không hả? Hả? À? Sao dài quá vậy? Dài quá vậy cha. Ý dài dài. Ủa? Quá vậy. Sao dài quá vậy? Dài quá vậy. Mũi mà dài như thế kìa. Dữ hả? Wow, sao mà dài quá vậy hả? Ây da, thiệt là. Ờ. Dài hơn rồi. Dài hơn nè. Dài hơn ra thấy chưa? Thôi nè nè nè, ói đã chưa hả? Uống không được rồi, uống chi chi dữ vậy hả? Nè, nói rồi mà. Cô Quân à, tôi đang tắm mà. Tại sao vậy? Bởi vì trên người tôi dơ. Tại sao vậy? Lúc nãy ngoài ruộng á, tôi nhìn thấy có 5 đồng, tôi cúi xuống lượm mới biết dưới đất có đống cứt, cho nên thân tôi mới bị dơ. Tại sao hả? Đừng có hỏi thêm nữa. Tôi nhìn nhận là tôi tham chút, nhưng mà đó cũng là nhân chi thường tình thôi mà. Em không phải là hỏi anh điều đó. Em định hỏi tại sao lại xa em. Nói đi. Wow, gian phu dâm phụ. Phải nói cho Ngô Bị nó biết mới được. Lần này nhất là phải bắt tại trận. Cô Quân à, lần đầu tiên tôi gặp cô, sở dĩ tôi bị ngất xỉu là bởi vì tôi xem cô giống như cô Mẫn. Đó toàn là hiểu lầm thôi nha. Ngô à, nó đi đâu rồi kìa? Em không cần biết có phải là hiểu lầm hay không. Em chỉ biết rõ cái người mà anh ôm ngày hôm đó chính là em. Tuy rằng như vậy, nhưng mà con người của anh có nguyên tắc. Người mà thật sự thương em chính là anh họ của em đó mà. Anh họ của em? Không bao giờ. Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Nếu mà thật sự anh là anh họ của em thì ngay bây giờ em sẽ nói rõ cho anh ta biết. Cô không thể đi tìm anh ấy. Nếu mà tìm anh ấy rõ ràng là muốn tôi chết sao? Anh không bao giờ chết đâu. Em biết rõ là em phải làm gì. Tắm cũng không yên nữa. Hả? Wow, chắc là mắt tôi nửa lẹo rồi. Hả? Tại sao vậy? Ôi da, tắm cho lẹ đi. Nếu không bị người ta chụp hình 2-3 bà xong đại một lượt. Anh đừng có nói bậy nha. Anh họ của em coi em như là em ruột của anh ta vậy đó. Không có yêu em đâu. Bây giờ tôi đang lo lắng anh của cô thật tình thương cô đó. Tại sao cô không chấp nhận? Anh đây nói láo. Anh muốn thoát thân phải không? Đủ rồi. Hôm đó tôi ôm cô là bởi vì tôi xúc động mà. Là lỗi của tôi. Tôi đã giải thích rõ ràng với cô biết rồi mà. Người tôi yêu chính là cô Mẫn. Chính là cô Mẫn đó. Người mà thật sự thương cô là anh họ của cô. Là anh họ cô. Tôi nói thật với cô mà. Mong cô hãy tin tôi. Cô làm ơn tin tôi đi nha. Em à, anh vào được không? Anh có vào được không hả? Tôi phải trốn mới được nha. Ê, chỗ đó không có được đâu. Vào đây đi. Nè,
Vô đây nè. Biểu muội. Anh à. Anh có vào được không? Được chứ. Anh à, có chuyện gì hay không? Em à, anh có chuyện này muốn nói với em. Có chuyện gì anh cứ nói đi mà. Em hồi hộp được cái gì? Không có gì. Ủa, ai ở trong tủ vậy? Đâu có ai đâu. Đâu có ai à? Đừng có mở ra mà. Đừng có mở ra mà. Nè. Anh à, anh. Anh à, em đã nói là không có ai mà. Anh coi em bất cẩn ghê chưa. Nè, ngồi xuống đây để em lo cho anh nha. Em à. Em à. Em ở đâu vậy? Em đang ở đây nè. Ở bên đó làm gì? Em đang kiếm đồ. Anh à, anh đợi chút nha. Em sẽ tìm được ngay lập tức. Anh hãy ngồi một chút xíu đi nha. Nè, biểu muội à. Bây giờ anh mới có cơ hội nói với em. Tuy rằng anh đây không thể nhìn em, nhưng mà trong chim bao anh cũng thấy em đó. Anh à, hằng ngày anh chim bao thấy cái gì? Chim bao thấy em và anh giống như lúc còn nhỏ, cùng nhau dành ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà hôm qua em nói cho anh biết, em thương một người đàn ông khác. Anh để biết rõ giấc mộng của anh sắp tỉnh rồi à. Anh hận là bản thân của anh đã không nói cho em biết, mà lại nói với Lưu sư phụ. Em à, em biết yêu một người không phải là dễ đâu, phải làm cho người ta vui lòng nữa. Nếu mà người đàn ông kia có thể làm cho em vui thì anh cũng vui lòng. Anh chịu hy sinh cho em đó, em vui đi. Miễn em vui là được rồi mà. Dù có như thế nào đi nữa, em vui là anh cũng vui rồi. Anh không có buồn nữa đâu. Tại sao lại không nói trước cho em biết? Nếu mà nói trước cho em nghe thì đâu có xảy ra cái chuyện ngày hôm qua chứ. Biểu muội, em chịu lấy anh rồi đó hả? Ngu bị à, hả? Mấy người làm gì vậy? Cô à, chịu lấy cháu rồi nè. Hả? Nó chịu lấy cháu? Đúng rồi, nói với cô là em chịu lấy anh đi hả? Nè. Ngu à, nó làm sao mà có thể lấy cháu được chứ. Hai người làm sao mà tình hôn được. Được mà, được mà. Cô à, tới giờ này cháu mới biết rõ tại sao từ xưa tới giờ cháu không chịu ai hết á. Cháu không thích những người đàn bà tầm thường kia đâu à. Cháu thương nó đó, nó mới là người yêu nhất của cháu mà. Nè. Cô à, cô à, cô đừng có ngăn cản. Cô đừng có ngăn cản nha. Nó phải lấy cháu đó. Cháu mà cưới nó hả? Thì dòng họ Ngô của chúng ta chắc là tuyệt hậu quá rồi. Không đâu cô à. Cháu giờ nó sẽ cố gắng á, sẽ cố gắng sanh một đống bò con á, rất nhiều bò con. Nè nè, mau nói cho cô biết đi, sanh nhiều bò con nha, bò con hả? Nè, sanh rất nhiều bò con đó, nè nói cho cô biết đi nè. Gì à? Dì nó bị ngất xỉu rồi. Wow, sao em chạy từ hướng đó vậy? Dì của anh đã bị ngất xỉu rồi kìa. Ngất xỉu rồi à?